sáng hôm nay mình chia sẻ bạn với cái chủ đề là cố gắng sống tử tế. Dĩ nhiên là không phải là lúc mà mình chia sẻ cái này là mình đã là người tử tế đâu, không phải. Mình cũng đang ráng cố gắng học để sống tử tế mỗi ngày. Mình không có dám tự nhận mình là người tử tế. Mình đang muốn chia sẻ chủ đề này để gì ạ? Để chúng ta cùng nhau tử tế, chúng ta cùng nhau học. Và mình thì mình không có dùng cái từ là đạo đức. Cái từ đạo đức nó nặng lắm. Mình nghe cái phạm trù đạo đức nó nặng lắm. Nên cái cảm nghiệm của mình là cái cảm nghiệm tử tế thôi. Ra kinh doanh cũng nên tử tế. Ra khởi nghiệp cũng nên tử tế. Và mình kể các bạn cái câu chuyện này. Cách đây hơn 6 năm trước thì mình có một người bác lớn tuổi và bác mất đi. Và mình mới từ Sài Gòn, mình phải bay về quê của mình là Cam Ranh để thăm bác. Thì cái đám tang của bác đông lắm, đông người lắm. Và bác có người con học nước ngoài mà, nên con của bác cũng về làm việc ở nước ngoài luôn, cũng về và dẫn theo một số người nước ngoài. Thì những người nước ngoài họ đến, họ chứng kiến cái đám tang của ở chúng ta mà, nhưng mà họ thấy đông người quá đông người đi, quá đông người tới thăm, tới viếng, tới thắp hương, chấp nhang. Thì có dịp họ mới hỏi mình là tại sao cái đám tang này nó đông người ấy, mà nói là tại vì người ta quý mến ông. Họ mới nói là vậy thì ổng có phải là quan chức không? Mình nói không, không có quan chức gì hết á. Vậy thì ổng nói là vậy cái ông này có phải là một cái chức sắc gì đó? Mình nói không, không có chức sắc gì hết. Vậy thì cái ông này có phải là một người trưởng lão của làng không? Mình nói không, không phải là trưởng lão của cái làng này luôn. Vậy thì ổng nói là họ mới hỏi là nhưng mà nếu vậy là ổng là ai? Mình nói là một người dân bình thường như bao nhiêu người dân khác thôi. Vậy thì hỏi như vậy thì tại sao nó đông như vậy? Thì mình một cái câu hỏi rất là hay. Mình kêu có lẽ là cái cuộc đời ông sống từ trước tới giờ ông sống luôn rất là hiền lành, rất là đàng hoàng, rất là tử tế. Và khi cái người nước ngoài họ hỏi câu đó thì mình cũng giật mình xuống nghĩ lại. Hồi nhỏ mình cũng vậy. Bác luôn luôn thương mình, chăm sóc mình, cần thì bác cho kẹo, hồi đó nhà ai cũng nghèo hết, nhưng mà bác luôn dành một cái tình thương cho con cháu các bạn thôi. Khi chúng ta sống trên đời này, chúng ta làm gì làm, nhưng mà khi mà chúng ta sống tử tế thì rất là nhiều người quý trọng ta. Ra khởi nghiệp cũng vậy, chúng ta cần phải cái sự tử tế. Để chúng ta có cái tâm lòng tử tế thì chúng ta bỏ đi cái tính lên án người khác, chúng ta bỏ cái tính phán xét người khác, chúng ta bỏ cái chuyện mà bơi móc nói xấu người khác. Người khác có xấu hay không là cái chuyện của họ. Và các bạn nhìn người ta xấu là bởi vì các bạn đang hình dung thôi. Các bạn đang vẽ cái bức tranh của người ta nó là xấu thôi. Chứ cái đó là cái cuộc đời của họ, chúng ta không có phán xét. Vậy thì chúng ta lại cố gắng nói như thế nào? Chúng ta đang cố gắng không, thậm chí chúng ta còn cảm ơn họ nữa, chúng ta còn nhìn họ để chúng ta còn học nữa. Những cái người họ làm cái việc gì mà theo góc nhìn của bạn là họ thấy không tốt, thì các bạn phải nhìn họ, bạn học, bạn biết rằng đó không tốt thì bạn học, chứ đừng đó mà ngồi phán xét mà chửi bới người khác. Mà nói là cái người làm kinh doanh thì rất cần cái sự tử tế, đặc biệt là các bạn mới ra khởi nghiệp. Mình muốn nói các bạn rất là khởi nghiệp ở ngay chỗ này. Rất nhiều bạn vào cái công ty của một cái công ty nào đó làm, mục tiêu làm để gì? Để học kinh nghiệm. Cái công ty đó ra trả lương cho bạn, để chỉ cho bạn kinh nghiệm. Nhưng mà rồi sau đó bạn ra bạn nghỉ công ty đó, cái bạn ra kinh doanh, bạn lấy đúng khách hàng của công ty đó, bạn hình dung đây rồi này, bạn lấy đúng khách hàng của công ty đó, bạn lấy đúng sản phẩm của công ty đó, bạn ra kinh doanh. Thì bây giờ mình hỏi một câu, bạn sống như vậy nó có tử tế không ạ? Hoàn toàn không có tử tế. Bạn có thể là kinh doanh lĩnh vực đó chứ không phải không, nhưng mà bạn phải nghĩ ra ngoài đi, bạn nghĩ vài năm đi. Và bạn tự ra bạn kinh doanh riêng, cái khách hàng bạn tự tìm, đừng có lấy khách hàng của người ta. Rất nhiều bạn đã khởi nghiệp theo cái đó mà nói là bạn đã gieo như vậy thì sau này á, bạn cũng gặp nhân viên bạn nó sẽ luôn nó làm như vậy với bạn, vì bạn đã gieo nó như vậy. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nghĩa là trong chừng mực nào đó chúng ta cố gắng rằng dù chúng ta có thất bại như thế nào, dù chúng ta có thành công như thế nào, thì chúng ta cũng phải sống rất là tử tế. Mình cũng chứng kiến một bạn
Thôi, có nhiều người thì theo cái mô men á, lúc nghèo thì rất là tử tế, mà lúc có nhiều tiền á thì không còn tử tế nữa. Ví dụ có một bạn trước kia mình có dịp gặp á, khi đến với mình á, bạn đang mang nợ rất là nhiều và được học hành từng bước, thậm chí học cho nợ luôn rồi được trả nợ luôn, từng bước vậy á. Nhưng mà sau này làm một tháng thu nhập của bạn vài trăm triệu á, và bắt đầu cái cách ăn nói của bạn nó không giống ai đó. Cái bạn ấy mà thay đổi tính nết đi à, cái bạn cái điều đó nó không có tốt. Bạn có tiền thì bạn giữ thôi, khoe khoang rồi ăn to nói lớn nói bự rồi khinh thường người khác để làm cái gì? Cái bạn nhận ra điều này chưa? Nên là cuối cùng bạn đó bây giờ thì những cái người bạn cũ hoặc cái học chung với bạn không ai chơi với bạn nữa hết, và thỉnh thoảng gặp có nói có hỏi mình, có những bạn có hỏi mình là bạn đó sao là mình đó, thực sự là mình cũng không có dịp mình gặp cái bạn bạn đó, và những người nào mà nhắc tới bạn đó đều lắc đầu tại vì bạn thay đổi tính nết kinh quá. Tuy nhiên mình cũng có những người đến tham gia các chương trình của VTraining mình cho tới giờ 7-8 năm rồi, vẫn gặp nhau, vẫn rất là quý, tình thương mến thương, đồng ý. Bây giờ những người đó họ trở thành đại gia rồi, họ tiền bạc rất là nhiều lắm rồi. Tuy nhiên cái tính tình và cái sự tử tế, tình cảm dành cho nhau vẫn luôn không thay đổi. Bạn luôn như vậy, luôn cài đặt như vậy, không phải chúng ta đã có sẵn sự tử tế rồi, không phải mình có sẵn sự tử tế rồi, nhưng trong mọi hành động, trong việc làm chúng ta nên cố gắng tử tế, đặc biệt là cái người làm kinh doanh và khởi nghiệp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.